Kính chào quý khán giả đang xem bản tin Ninja Thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, khi nhắc tới các yếu tố tự nhiên giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, mọi người thường nghĩ đến thực vật với khả năng hấp thụ khí nhà kính carbon dioxide. Nhưng nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học đã chỉ ra rằng các loài động vật hoang dã cũng đóng vai trò không nhỏ trong khôi phục hệ sinh thái, đồng thời giúp gia tăng lượng carbon lưu trữ trong hệ sinh thái của chúng và ngăn chặn biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học từ Đại học Oxford, Anh đã thực hiện nghiên cứu về nhiều loài động vật khác nhau có tác động phức tạp đến môi trường sống. Theo kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học Nature, động vật hoang dã chỉ phát thải 0,3% lượng carbon trong tổng sinh khối toàn cầu, nhưng có thể tạo ra sự chênh lệch từ 15% đến 250% đối với lượng carbon được lưu trữ trong một hệ sinh thái nhất định. Đó là do động vật có khả năng lưu trữ carbon trong hệ sinh thái của chúng thông qua các hoạt động như ăn uống, di chuyển, dẫm đạp, đào bới, phóng uế và xây dựng nơi trú ẩn. Ví dụ, khi quần thể linh dương đầu bò Serengeti ở Kenya giảm mạnh do dịch bệnh, tình trạng cỏ mọc thừa đã bùng phát và trở thành nguyên nhân khiến các đám cháy rừng diễn ra thường xuyên, dữ dội hơn. Khi số lượng linh dương đầu bò tăng trở lại nhờ công tác quản lý dịch bệnh, các đám cháy cũng dần ít đi. Và thay vì giải phóng carbon, quần thể linh dương ở Serengeti đã góp phần lưu trữ carbon tốt hơn. Các nhà nghiên cứu chỉ ra 3 điểm tiếp xúc sinh thái quan trọng mà các động vật lớn như voi, tê giác, hươu cao cổ, cá voi, bò rừng và nai sừng tấm có tiềm năng giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu lớn nhất là trữ lượng carbon, xuất phản chiếu, tức khả năng bề mặt phản xạ bức xạ mặt trời và ảnh hưởng tới cháy rừng. Trong quá trình ăn cỏ, các động vật ăn cỏ lớn sẽ phát tán hạt giống, dọn cỏ và bón phân cho đất, giúp hình thành các hệ sinh thái đa dạng và có khả năng phục hồi cao hơn. Các hoạt động này giúp duy trì, tăng dự trữ carbon trong đất, rễ và các bộ phận trên mặt đất của thực vật, từ đó giúp giảm lượng phát thải CO2 trong khí quyển. Khi các loài động vật lớn gặm cỏ, dẫm đạp lên thảm thực vật, chúng có thể thay đổi môi trường sống từ những cây bụi rậm rạp thành cây bụi và đồng cỏ, làm lộ ra mặt đất phủ tuyết ở các vùng cực. Những môi trường sống này nhờ đó có suất phản chiếu cao hơn và phản xạ nhiều bức xạ mặt trời vào khí quyển hơn, giúp làm mát bề mặt trái đất. Ở các hệ sinh thái đồng cỏ ôn đới, nhiệt đới và cận nhiệt đới, các loài động vật lớn có thể giúp làm giảm cháy rừng và bụi rậm, tăng suất phản chiếu và giúp lưu giữ carbon trong thảm thực vật và đất. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu gây ra tình trạng hạn hán và nắng nóng, khiến lượng khí thải CO2 từ các vụ cháy rừng trên toàn cầu tăng lên mức cao kỷ lục. Khi cháy rừng, carbon dự trữ trong cây cối và thảm thực vật sẽ thải vào khí quyển dưới dạng khí nhà kính. Nhưng voi, tê giác, ngựa vằn và các loại động vật ăn cỏ lớn khác trong quá trình di chuyển có thể dẫm đạp, làm đổ các cây nhỏ, tạo thành các khoảng trống trong thảm thực vật, từ đó gián tiếp làm giảm nguy cơ cháy rừng. Khi các loài động vật ăn cỏ lớn có mặt trong hệ sinh thái lãnh nguyên, một cảnh quan sinh học với thời tiết rất lạnh và ít thực vật, chúng ngăn chặn sự xâm lấn của thực vật thân gỗ, giúp các loài thực vật có hoa và cỏ bản địa phát triển mạnh mẽ hơn. Sự tiếp xúc đó duy trì lớp băng vĩnh cửu và ngăn không cho carbon trong đất phát tán vào khí quyển. Các chương trình phục hồi quần thể bò rừng và các loài động vật khác ở lãnh nguyên Bắc Cực đóng vai trò quan trọng trong cả công cuộc bảo tồn và thích ứng với biến đổi khí hậu ở quy mô địa phương. Với hệ sinh thái biển, cá voi và các loài động vật lớn khác giúp các loài thực vật phù du phát triển. Thực vật phù du ước tính thu giữ 37 tỷ tấn CO2 mỗi năm và có thể giải phóng các phân tử vào không khí, giúp hình thành các đám mây và phản xạ ánh sáng mặt trời vào khí quyển. Ngoài ra, các loài động vật ăn thịt trên cạn và dưới biển cũng ảnh hưởng lớn đến quá trình này thông qua tác động của chúng đến sự phong phú và hành vi của động vật ăn cỏ. Nghiên cứu trên tạp chí Nature đã dẫn ví dụ về Bắc Cực, nơi một lượng lớn carbon được lưu trữ trong lớp băng vĩnh cửu. Sự hiện diện của những đàn động vật lớn ở nơi này, thay vì hệ thực vật, sẽ giữ carbon tốt hơn do chúng sẽ nén chặt tuyết và đất đóng băng khi di chuyển. Do đó, việc phục hồi các quần thể tuần lộc, ngựa hoang và bò rừng được coi là một phần quan trọng trong nỗ lực chống lại biến đổi khí hậu. Tại vùng Bắc Cực của Nga, các nhà khoa học đang thực hiện dự án đưa bò rừng bison tới đây để thay thế vai trò của loài voi mà mút đã tuyệt chủng và giúp khôi phục hệ sinh thái cổ đại. Các chuyên gia tại công viên Canh Tân ở cực bắc vùng Yakutia thuộc Cộng hòa Sakha của Nga cho biết, các loài động vật ăn cỏ to lớn sẽ cải thiện hệ sinh thái địa phương, giúp bảo vệ lớp băng vĩnh cửu trong khu vực, từ đó ngăn chặn khí thải nhà kính và khí quyển do hiện tượng trái đất ấm lên. Bò rừng thảo nguyên và voi ma mút từng lang thang ở vùng Bắc Cực thuộc Nga vào cuối thế Canh Tân, thời kỳ từ 2,6 triệu đến 11.700 năm trước.
Phần lớn những động vật ăn cỏ này tuyệt chủng vào cuối kỷ băng hà, khi khí hậu trở nên ấm áp hơn, đồng cỏ nhường chỗ cho cây bụi và cây gỗ. Hệ sinh thái cuối thế canh tân không có cây cối và lớp đất khá dày, đất đóng băng vĩnh cửu lưu trữ carbon. Động vật lang thang trên các đồng bằng lạnh giá góp phần định hình cảnh quan thông qua gặm cỏ và tái tuần hoàn dưỡng chất. Hiện nay, để khôi phục cảnh quan ở thế canh tân và khả năng hút carbon, các nhà khoa học đưa động vật ăn cỏ lớn như bò rừng bison tới những khu vực khác nhau ở Bắc Cực. Bò rừng bison giúp bảo tồn lớp băng vĩnh cửu theo hai cách. Thứ nhất, chúng thu hẹp các dạng thảm thực vật sẫm màu để hấp thụ ánh sáng mặt trời và làm ấm bề mặt đất, vốn gây tổn hại cho lớp băng vĩnh cửu bên dưới. Bề mặt càng sáng thì năng lượng phản xạ trở lại không gian càng nhiều. Thứ hai, quá trình di chuyển và tìm kiếm thức ăn của chúng sẽ nén chặt tuyết mùa đông, làm mặt đất đóng băng mát hơn, giống như cách loài voi ma mút từng làm ở nơi này vào thế canh tân. Mục tiêu của công viên canh tân không chỉ là khôi phục sự đa dạng của thiên nhiên hoang dã, mà còn giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Hệ sinh thái chăn thả ở Bắc Cực có khả năng làm giảm thiểu biến đổi khí hậu, cô lập khí carbonic từ khí quyển và cũng bảo vệ lớp băng vĩnh cửu khỏi suy thoái. Chúng tôi đã đưa 3 đàn bò rừng tới đây. Hai nhóm đầu tiên đã có thể tự mình sống ở Bắc Cực và sinh sản thành công. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang tìm cách đưa thêm nhiều bò rừng tới đây hơn nữa. Chúng tôi muốn tạo ra một hệ sinh thái đủ lớn để ảnh hưởng đến khí hậu. Và tất nhiên, để làm được điều đó, chúng tôi cần nhiều loài động vật. Và đây chỉ là những bước khởi đầu. Chúng tôi đang tìm cách để khôi phục hệ sinh thái và cách hiệu quả nhất để giảm thiểu biến đổi khí hậu. Theo các chuyên gia, bảo vệ động vật hoang dã trong các hệ sinh thái phức hợp sẽ giúp gia tăng đa dạng sinh học và khả năng phục hồi sinh thái trong khu vực. Một thế giới nơi động vật hoang dã phát triển mạnh cũng là một thế giới có khả năng phục hồi cần thiết để chống chọi và giảm thiểu khủng hoảng khí hậu. Tương lai của con người gắn bó chặt chẽ với sự thịnh vượng của các loài động vật hoang dã trên thế giới. Nếu muốn tự cứu mình, chúng ta cần làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ các loài động vật. Không chỉ động vật hoang dã, mà các loài động vật khác nói chung cũng cần được bảo vệ, bởi tất cả động vật đều đóng vai trò quan trọng trong sự cân bằng của tự nhiên và cuộc sống của con người. Từ năm 2025, chính quyền thủ đô Paris của Pháp sẽ cấm kinh doanh dịch vụ cưỡi ngựa lùn dành cho trẻ em trong các công viên công cộng. Quyết định này được đưa ra sau nhiều năm các nhà bảo vệ động vật đấu tranh vì quyền của những chú ngựa. Cưỡi ngựa lùn là hoạt động phổ biến tại các công viên ở thủ đô Paris như Champs de Mars, Parc Monceau và Parc du Luxembourg trong nhiều thập niên qua. Hoạt động này chủ yếu diễn ra vào cuối tuần và trong thời gian trẻ em được nghỉ học. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, các nhóm bảo vệ quyền động vật đã vận động, kêu gọi chính quyền cấm dịch vụ này. Họ cho rằng những con ngựa lùn phải làm việc trong nhiều ngày mà không được tháo móng sắt, không được thường xuyên uống nước sạch và ăn cỏ khô, cũng như phải chịu đựng hàng giờ đồng hồ trên xe tải vận chuyển vào thị trấn. Ngựa lùn không phải là đồ chơi. Trẻ em không học được gì về chúng từ những cuộc dạo chơi này. Không có mối liên kết cảm xúc nào được tạo ra. Những người kinh doanh chỉ đang biến ngựa thành đồ vật giải trí. Một bản kiến nghị kêu gọi cấm dịch vụ cưỡi ngựa lùn của Hiệp hội Bảo vệ quyền động vật Paris đã thu thập được hơn 8.400 chữ ký. Hồi năm 2021, Tòa thị chính Paris đã ban bố quy định về việc đảm bảo điều kiện sống và sức khỏe của ngựa lùn. Đến tháng 7 vừa qua, thành phố đã quyết định thu hồi giấy phép hoạt động của những người kinh doanh dịch vụ cưỡi ngựa lùn từ năm 2025. Không phải người dân Paris nào cũng ủng hộ lệnh cấm, nhưng đa phần đều đồng tình với hy vọng thay đổi theo hướng tích cực. Con gái tôi rất thích hoạt động này. Nó rất thích những chú ngựa. Nhưng nếu chính quyền ban hành lệnh cấm vì lý do chính đáng, chúng tôi vẫn chấp nhận. Sau khi dịch vụ cưỡi ngựa bị cấm, những con ngựa lùn sẽ được đưa về các trang trại ở vùng nông thôn. Một số sẽ được đưa tới Bois de Vincennes, một trang trại công cộng bền vững do chính quyền thành phố Paris điều hành. Đây sẽ là nơi trú ẩn cho những chú ngựa lùn và lừa được giải cứu khỏi sự ngược đãi. Trẻ em cũng có thể tới đây để gặp, tiếp cận những chú ngựa, vuốt ve và tìm hiểu thêm về chúng. Các loài động vật cũng đóng vai trò quan trọng giúp cải thiện cảm xúc và đời sống tinh thần của con người. Nếu bạn là người yêu thích bộ môn yoga, có lẽ bạn không xa lạ gì về tư thế con mèo, một trong những động tác giúp giãn cột sống. Để giúp người tập yoga cảm thấy thư giãn hơn khi tập các động tác này, và đặc biệt là nâng cao tình yêu động vật của mọi người, một lớp tập yoga ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã đưa những chú mèo vào các phòng tập. Câu chuyện về những trợ giảng đáng yêu này cũng khép lại bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai. Bên trong một studio tràn ngập ánh nắng ở New Delhi, các học viên tập trung thực hiện các động tác, trong khi những chú mèo lang thang khắp phòng. Một số nằm trên thảm tập yoga hoặc nghịch các loại đồ chơi. Một số khác cố gắng chơi đùa cùng với các học viên, khiến mọi người bật cười, thư thái trước sự đáng yêu của chúng. Tôi nghĩ lớp học yoga với mèo này khác nhiều so với việc tập yoga bình thường. Nó giúp tôi tăng cường serotonin, một loại hormone hạnh phúc, khiến tôi quên đi những điều không vui và sự căng thẳng. Đây là nơi mọi người đến để trẻ hóa bản thân và giảm bớt căng thẳng. Chúng tôi có những học viên là nhân viên văn phòng. Giữa các ca làm việc, họ đến đây tập yoga để thư giãn, sau đó quay lại văn phòng làm việc với năng suất và sức tập trung tốt hơn. Huấn luyện viên yoga Sophie Sekdeva cho biết, các buổi tập yoga có sự tham gia của những người bạn đồng hành nhiều lâu này nhằm mục đích giúp mọi người giải tỏa khỏi những căng thẳng hàng ngày. Đây là một lớp học yoga đầy những người luôn mỉm cười. Ở đây họ tìm thấy niềm vui mà họ thiếu trong cuộc sống thường nhật. Thật tốt nếu bạn có thể thư giãn và giảm bớt căng thẳng với những chú mèo con này. Ngoài ra, lớp học cũng nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ động vật và kết thúc bằng những câu chuyện hạnh phúc về những chú mèo được nhận nuôi. Lớp học đang ngày càng thu hút đông đảo học viên hơn. Bên cạnh việc cải thiện sức khỏe và tinh thần, chương trình này còn nhằm thúc đẩy việc nhận nuôi thú cưng. Ban tổ chức chương trình học cho biết, họ nhận được rất nhiều đơn xin nuôi động vật sau mỗi khóa học.